Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tìm hiểu về du học Canada ngày hôm nay. Thì nền giáo dục Canada luôn được quốc tế công nhận và đánh giá cao trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh các nước nói tiếng Anh đang tiến hành siết chặt các quy định việc làm cũng như là định cư đối với sinh viên quốc tế, thì Canada lại là quốc gia duy nhất hiện nay có nhiều chính sách hết sức là cởi mở nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến học tập định cư sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh chất lượng giáo dục hàng đầu, mức học phí siêu tiết kiệm so với các nước khác và chế độ an sinh xã hội tốt sẽ giúp cho Canada trở thành lựa chọn sáng suốt của các bậc phụ huynh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trung tâm Anh ngữ ICESB các bạn nhé. ICESB là trường Anh ngữ học thuật tổng hợp nổi tiếng tại Canada. Phương châm chính của trường là cung cấp cho du học sinh nguồn kiến thức, Anh ngữ và khả năng ứng dụng đạt chuẩn yêu cầu của các trường đại học tại Canada, đồng thời mang đến nhiều cơ hội học tập cho du học sinh tại 10 trường đại học và cao đẳng là đối tác của trường ICESB. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trường đại học Cape Breton các bạn nhé. Thì thành lập vào năm 1953, đại học Cape Breton viết tắt là CBU, một trong 10 trường đối tác của ICESB, là trường công lập nổi tiếng Canada trong lĩnh vực giáo dục thực tiễn và cung ứng việc làm cho sinh viên. Tọa lạc tại Cape Breton, trường CBU thuộc khu danh thắng Canadian Maritime, lừng danh thế giới, đây cũng là nơi có cung đường mòn đầy mê hoặc. Năm 2004, Cape Breton được tạp chí National Geographic Traveler xếp thứ hai trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất hành tinh. Đến năm 2009, Cape Breton lần nữa được tạp chí này vinh danh là một trong 50 điểm đến không thể không đến trong đời. Căn cứ vào số liệu thống kê khí tượng của Canada, trong 35 năm qua, bang Nova Scotia, nơi Cape Breton tọa lạc, là bang có nhiệt độ trung bình mùa đông ấm nhất Canada. Đại học Cape Breton không chỉ thu hút sinh viên quốc tế bởi chất lượng giảng dạy, mà còn nằm ở chi phí hợp lý, học phí chỉ khoảng 12.000 đô la Canada một năm, xin học phí thuộc hàng thấp nhất Canada, nhiều cơ hội thực tập hưởng lương và chính sách định cư hấp dẫn. Bang Nova Scotia thu hút nguồn nhân lực thông qua chính sách định cư theo chương trình đề cử bang, nhà trường hỗ trợ công việc thực tập, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Canada, đáp ứng yêu cầu của chính sách định cư theo chương trình đề cử bang. Trường CBU đào tạo nhiều chuyên ngành cử nhân, đại học hệ 3 năm, quản trị nhà hàng khách sạn, kỹ sư xây dựng, cơ khí hóa dầu, công nghệ môi trường. Trong đó, chuyên ngành quản trị khách sạn nhà hàng thu hút được đông đảo sinh viên do có chương trình thực tập hưởng lương và cơ hội làm việc dồi dào ở Canada cũng như là ở Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Cape Breton là trường đại học đào tạo cử nhân quản trị nhà hàng khách sạn và du lịch hệ 3 năm duy nhất ở Canada, đồng thời trong 3 năm đó gồm cả 12 tháng thực tập hưởng lương. Trường Cape Breton là đối tác duy nhất ở Canada của các tập đoàn khách sạn lớn nhất trên thế giới IHG, hỗ trợ việc thực tập cho sinh viên. Mức lương thực tập thống nhất là 11,5 đô la Canada một giờ. Thời gian thực tập ít nhất là 1.080 tiếng, thu nhập sẽ khoảng là 12.000 đô la Canada. Thời gian thực tập dài nhất có thể lên đến 2.000 tiếng, thu nhập tối đa các bạn có thể nhận được khoảng cỡ 22.000 đô la Canada. Sau khi hoàn thành chương trình thực tập, sinh viên sẽ được nhận chứng chỉ thực tập của tập đoàn IHG. Đây là chứng chỉ được chuỗi khách sạn IHG trên toàn cầu công nhận và ưu tiên nhận vào làm việc. Trước khi tốt nghiệp đã có 1 năm kinh nghiệm làm việc ở Canada từ việc thực tập, tạo điều kiện thuận lợi khi xin định cư Canada. Nhận chuyển tín chỉ liên thông từ tất cả các chuyên ngành, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí học tập. Sau khi tốt nghiệp, du học sinh sẽ được cấp giấy phép ở lại Canada làm việc trong vòng 3 năm. Trường đại học Cape Breton nằm ở bang Nova Scotia, là bang khao khát nguồn nhân lực với chính sách định cư theo chương trình đề cử của bang hấp dẫn, tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế định cư Canada sau khi tốt nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết về học phí cũng như là các kỳ khai giảng, cách thức chuẩn bị hồ sơ du học Canada như thế nào thì các bạn hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang và không có chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.